Tối ngày 27 tháng 3, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, đang là học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Việt Hưng, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Minh được xác định là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật thuộc địa bàn phường Việt Hưng, là một học sinh lớp 8 bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trước đó, theo phản ánh của chị L, vào chiều ngày 17 tháng 3, con trai chị là cháu D, 14 tuổi, học lớp 8 trường Trung học cơ sở Việt Hưng, có chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Tại đây, D mâu thuẫn với cháu K, 12 tuổi. Chị L cho biết cháu K đã gọi anh trai 16 tuổi và bố ra. Sau đó, K và anh trai của mình là Minh đã đánh cháu D khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Chị L cho hay cháu được các bác sĩ chẩn đoán chết não do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồ Quốc Đạt, sinh năm 1997 ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp về hành vi điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 25 tháng 3, sau khi nhậu xong tại nhà bạn, Đạt điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở theo T, sinh năm 1997 và B, sinh năm 1981, cùng ngụ ở địa phương, ngồi ở phía sau xe. Khi đến địa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, ô tô xảy ra va chạm với xe máy do hai thanh niên là Nguyễn Trần Quang, sinh năm 1981, ngụ ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp và Cao Tuấn Vũ, sinh năm 1992 ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp đang chở nhau. Ô tô đã hất văng xe máy vào hàng rào khiến nạn nhân Quang và Vũ tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn được camera an ninh khu vực ghi lại. Hiện tại, vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Ngày 27 tháng 3, theo lãnh đạo Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang, kết quả giám định cho thấy 3 người ở xã Vĩnh An tử vong do uống rượu ngâm lá ngón. Trước đó, ông Nông Văn U, sinh năm 1963, trú ở xã Vĩnh An, ăn cơm tối cùng người thân tại nhà và có uống rượu. Sau đó, ông U đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, người nhà phát hiện ông U tử vong trên giường. Khi gia đình tổ chức đám tang cho ông U, nhiều khách đến thăm hỏi và chia buồn. Trên bàn uống nước có sẵn ấm rượu. Ông Hoàng Văn T, sinh năm 1938 và ông Nông Văn N, sinh năm 1960, ở cùng thôn đến viếng ông U và có uống vài chén rượu. Sau đó, ông T có biểu hiện lạ và tử vong tại chỗ. Còn ông N bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết ông N cũng đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy ông U, ông T và ông N tử vong do uống rượu ngâm nhiều loại lá và cây, trong đó có lá ngón. Người đồng bào có thói quen lấy nhiều loại lá và cây để ngâm rượu uống nên có thể đã lấy nhầm lá ngón.